Mọi người nhớ được. À, cổ phiếu chứng khoán thứ hai mà muốn phân tích cho mọi người ngày hôm nay thì là cổ phiếu SHS. À, SSI chứ. SSI thực ra nói thật là SSI thì cái báo cáo tài chính của SSI thì gần như là cái phần doanh thu từ cái PFL từ cái khoản này của nó thì gần như ông thấy là nó không không có nhiều mấy, nó cũng có nhưng mà nó không nhiều mấy, không nhiều mấy. Thì mọi người có thể xem cái này. Tại vì mình thấy là gần như là cái khoản tự doanh của SSI đợt này cũng không thấy mấy, kể cả trong báo cáo tài chính thì không biết là không, có thể là ông sẽ xem kỹ một lần nữa, nhưng mà mình thấy là SSI thì nó không có nhiều, không có nhiều. Đấy là cái mà nhìn thấy rõ nhất của SSI. Đấy, thì có thể là chúng ta sẽ xem kỹ hơn, nhưng mà hiện tại mình nhìn là như thế. Hiện tại nhìn là như thế. Toàn những cái chứng chỉ tiền này gì, nhưng mà SSI thì nó có một cái rất khủng khiếp. Đó là cho vay của SSI thì mình nghĩ là cái tự ý là cái kinh doanh thuần từ môi giới mà không gồm mấy cái tự doanh các thứ thì nghĩ AI rất là khủng. Tại vì AI cái khoản cho vay AI bây giờ là 13.400 tỷ, nó chỉ cách cái ông này có mỗi 1.400 tỷ, tức là nó cách đỉnh thời đại rất gần rồi. Mà vốn chủ AI tăng rất mạnh rồi. Đấy, tức là dư địa cho vay của AI vẫn còn cực kỳ lớn, cực kỳ nhiều luôn. Đấy, thì đấy là cái mà nghĩ là đang khá là đánh giá cao ở AI ở cái đoạn này, ở đoạn này. Chứ tự doanh các thứ thì cũng không thấy mấy, nó không biết có phải là do ngày xưa sập trước các thứ không, nhưng không thấy mấy. Có thể là ông sẽ xem kỹ lại báo tài chính một lần nữa, nhưng mà ở SSI thì không thấy. Có thể chúng ta sẽ xem kỹ, tại vì hôm trước Hùng với Tuấn Minh xem thì anh em xem chắc là liếc qua hơi vội. Như là đây, SSI thì gần như mọi người để ý là cái tài sản của SSI thì gần như là nó tập trung khá nhiều chứng chỉ tiền gửi. Đúng không? Nó kiểu như là sau đó cầm cố để vay viết các thứ, và trái phiếu chưa biết. Chứ thực ra về tự doanh thì Hùng lại không thấy mấy. Có thể thấy, còn có thể SSI có, SSI AM thì cũng không biết là tiền sẽ đẩy bên nào, nhưng mà nhìn thì không thấy mấy. Đây, toàn chứng quyền 10 tỷ, cổ phiếu thì VP 10 tỷ, gần như không lẽ không đáng kể luôn đấy. Gần như tiền đấy này là toàn cho vay thôi. Toàn cho vay thôi. Toàn để cho vay margin thôi. Đó, thì đấy là cái mà mình thấy là trong bảo là chỉ có này. Nhưng thế nó cũng là một cái, ví dụ như VPS gần như không không tự doanh thì gần như là đưa ra những cái rất là khách quan, và gần như là khi mà số nhà đầu tư tăng trưởng thì cái doanh thu từ bán lẻ và cho vay margin thì lại là nguồn thu rất khủng khiếp, và nó tính ổn định cực kỳ cao. Tại vì tự doanh nó sẽ có tính biến động rất lớn, nên đó có thể là lý do vì sao mà SSI, chiến lược của SSI lại tích cực như vậy, và có thể vì sao mà nước ngoài cũng có một giai đoạn mua SSI rất khủng trong cái thời gian vừa qua. Đấy, thì đấy là, tất nhiên là SSI thì có thể là sẽ dành thời gian nghiên cứu kỹ lại, tại vì nó còn có công ty quản lý quỹ nữa, thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Nhưng mà hiện tại trong cái báo tài chính thì thực sự là cũng nghĩ cái tự doanh không phải là một cái đem lại lớn của SSI luôn. Đó, thì đấy là cái mọi người biết là cái lãi từ thông qua lãi lỗ này gần như nó không có gì luôn. Đây, không có gì luôn. Đây 1.1 ở dưới 2.1 đây. Đây mọi người. Đây 2.1 đây. Gần như không có gì mấy. Thì trong cái báo cáo tài chính đấy Hùng nhìn không thấy cả. Nên là có thể là chúng ta sẽ xem kỹ hơn. Đây em mọi người biết không? Tại vì nhìn trong này rất là khủng nhá. Ví dụ như lãi lỗ từ khoản tài chính thông qua lãi lỗ là chỉ có 36 tỷ thôi. Nhưng mà ở trên này lãi từ khoản đấy là 700 tỷ. Thực ra Hùng nhìn cũng chưa mò ra được. Và đây là toàn cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính, thì Hùng đang đoán là hay là tiền gửi. Không biết là cái gì luôn. Đúng không? Thì đây có hai gọi là 240 tỷ thì 241 tỷ. Mà đây, cái này có 36 tỷ. Thì Hùng nghĩ là chắc là tiền gửi là 400 tỷ. Nhưng mà cái khoản này, cái khoản 36 tỷ này trừ đi được 180 tỷ, sao cũng như khác, Hùng nghĩ là bé. Thế ta không biết là nó để ở đâu. Nhưng mà chúng ta ý là tự doanh của nó có vẻ vốn không phân bổ nhiều vào tự doanh gì cả. Thì đây là cái mà tạm thời hở SSI thôi. Nhưng mà SSI có một cái mình rất là thích. Đó là nó tập trung bán lẻ. Nó sẽ đánh vào thị trường nhà đầu tư gia tăng. Và ở cái khoản này này. Khoản này này. Của SSI mình nghĩ là nó sẽ là công ty tăng rất mạnh với cái này. Hai này. Còn tự doanh thì mình tạm thời mình nghĩ là nó sẽ không xuất sắc đột biến được như kiểu VX ấy. Nhìn là như vậy. Ví dụ VX nhá. Quý vừa rồi nó có gách, có mọi người nhớ khi Hùng điểm cho mọi người là VX nó cầm gách của VGC thì nó tạo sự đột biến rất mạnh, nhưng mà với ở một quy mô của SSI thì Hùng nhìn cái tự doanh như thế thì nó không thể tạo một cái sức bật lớn được, tại vì mọi người nhìn cái kết quả doanh của SSI nhá. Đây. Cái SSI kết quả doanh của nó nhá. Thì để nó có thể bật một quý quá lớn được thì nghĩ rất là khó. Tuy nhiên nhưng nhìn vào cái việc nó đi đúng thì mọi người nhìn vào cái biên của nó, mọi người đang thấy khủng khiếp ở đây, mọi người so với VCI nhá. Thấy không? Đấy, VCI lợi nhuận rất tăng tỷ, SSI nó cứ gần như là mọi người biết quý rồi, tự doanh không phải công ty nào cũng khủng nhá. Kể quý 1 tôi tại mà biết là nó duy trì được mỗi quý toàn 500 tỷ, mọi người thấy không? Rất là khủng khiếp luôn. Trong cái báo cáo tài chính của SSI. Thì đấy là cái mà mình thấy là làm thì khác biệt. Nó tạo ra sự khác biệt luôn đấy. Thì đấy là cái mà khá thích ở SSI. Khá thích ở SSI. Trong cái báo tài chính của nó. Đây, kể cả về cái doanh thu hoạt động kinh doanh và các thứ mọi người nhìn là thấy ngất luôn đấy. Thì đấy là cái mà của SSI mình thấy là hay nhất. Đây mọi người nhớ là quý 2 năm trước đỉnh đúng không, mọi người nhìn này. Doanh thu thuần thậm chí còn bằng luôn đấy. Gần bằng. Quý
quý 2 chứ cân luôn, chắc là hình như ít công ty nào được như này. Lãi quay lại 560 tỷ rồi. Mà ngày xưa đỉnh nhất của SI bao nhiêu? Quý 4 năm trước là 1.000 tỷ là cao nhất. Chắc là lúc đấy là thị trường tốt, có cả tự doanh nữa. Mà gần như không, quý này tự doanh thì chiếm rất ít mà vẫn lãi gần 600. Kinh thật. Thì SI thì đây là cái của SI, SI thì đây. SI đây, SI đây mọi người nhìn SI đây thì đồ thị SI thì SI là cổ phiếu cũng có pick cho mọi người rồi, vòng vẫn đang kỳ vọng SI một nhịp tăng tốc, và nghĩ là target của sóng này SI thì có thể là sẽ lên lại vùng này. Chắc là sẽ là vùng 35. Ý là sẽ lấp lại cái vùng này của SI. Nhưng nói chung là SI khi mà triển khai bán lẻ thực sự là rất thích điều đó đấy. Rất thích luôn. Tại vì nó làm cho doanh nghiệp nó sẽ ổn định hơn, nhưng mà để tạo đột biến thì đây cổ phiếu còn lại sẽ là sự đột biến về tự doanh. Mọi người nghe hai công ty đúng không? Một ông VCI thì có một danh mục tự doanh khá phụ thuộc vào việc IB. Kiểu gọi là tạo lập ấy, đúng không? Và phí giao dịch và lãi margin nó cũng phụ thuộc khá nhiều vào tay giao dịch. VCI là như vậy, VCI không triển khai bán lẻ. Ông SI thì ông lại thuần bán lẻ. Đúng không? Đúng không? Và tự doanh của nó thì nó không thể tạo được sự đột biến lớn với Hùng nha. Còn tất nhiên là chúng ta phải chờ báo cáo kiểm toán nữa cơ. Báo kiểm toán nữa cơ, chúng ta chắc chắn là chờ báo cáo kiểm toán. Đấy. Và hôm nào thì có một thời gian thì Hùng sẽ mời Tuấn Minh, Quốc Tuyển lên phân tích chi tiết cho mọi người về ngành chứng khoán này. Đấy, tại vì hôm nay là sở dĩ ông phân tích là tại vì ông đang nhìn là chứng khoán thì nó là một nhóm mạnh, mà nó lại là một nhóm một nền giá tăng trưởng mạnh nhất trong cái quý tới đó, nên vì sao ông phải dành thời gian hôm nay phân tích. Tại vì cuối tuần thì chứng khoán nó lại vi chai nó vừa đỉnh mất rồi, thì hôm nay phải phân tích luôn được chưa?